Rớt, rớt Cường ơi. Cường ơi. Rớt Cường ơi. Rớt rồi anh ơi. Cái cánh, cái cánh. Nằm đâu đó, phía bên. Thấy không Cường? Con bông nghe, khó thấy nha. Ừ ừ. Xả lại đi cái. Tôi thấy bắn cái nhà có rợt đó rồi. Cái nào cái nào. Đổ lòng Cường ơi. Con bông còn nằm đó rất chắc. Ấy đi, tôi dòm con bông này cho. Ê, con bông nằm ở trên này nè. Con bông cũng nằm ở trên này nè. Con đen nó mới không bay á. Kiếm đi. Đâu trời. Đi làm kiếm các bạn. Nó này các bạn ơi. Giỡn mấy Cường ơi, giỡn mấy Cường. Đâu rồi. Thôi. Thấy dứt đi. Tôi đây không thấy nè. Thấy cục đen đen không phải nó không nữa. À, ở bỏ đi nó xào hết mất sao. Đâu trời. Túng duyên nó gì rồi kìa. Không thấy cục đen nữa không. Nó mới nhảy 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 đâu rồi. Đâu trời. Không thấy nó nhảy nhảy nữa nè. Mới thấy nó nhảy 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 nè. Giờ mới tắt lo nha. Thấy không Cường? Giữa đọt cây cây lên luôn đó. Ủa đứt dây luôn rồi. Nó nhảy đâu rồi.
đây đây, đây tôi thấy nè ngay chính giữa cái đọt cây luôn á Cường. Đứng anh kiếm anh nhìn cái đọt cây giữa đọt cây luôn đi. Nó án có chút xíu à, khó thấy lắm. Ngay cái lỗ, cái lỗ có chút xíu à. Này đây, tôi cắn cái cho anh xem nè. Lại đây tôi kiếm đỉnh đầu bắn luôn tôi rồi. Đây nè. Chết cha. Anh thấy nó chưa? Chưa. Đó, nguyên con đó Cường. Đây. Lẹ đi, nó tỉnh nó bay bây giờ. Hay quá Cường ơi. Một viên nữa rồi. Trúng cánh rồi. Trúng cánh đó rồi. Con này khỏi sợ bay nổi rồi. Nó leo lên nè. Rồi. Một viên nữa rồi đó. Rồi. Cường bắn đỉnh chứ trời. Ở đây tôi không thấy nữa nè. Đâu? Ở đây tôi không thấy. Không thấy không? Bả đi. Bả thấy được cái đuôi phải không? Thấy không? Đó, rớt. Trời ơi, chỉ có lông bẹ nữa mà thôi. Đó luôn. Ủa, nghèo anh em. Rớt một cái học luôn trời. Nói anh em mình quần con này không, nãy giờ nãy đây là khoảng chừng cỡ nửa tiếng hộ các bạn. Lần bắn đầu tiên nó gãy cánh cái đầu nó nhảy nhót đọt. Cái cây này cũng gần lắm, thấp lắm các bạn ơi. Nè các bạn xem cái cây này nó bự hơn tôi nữa nè, mà không biết ba cao tôi không biết nha. Cây nào khoảng hơn. Bên Trà Vinh đó các bạn. Hên quá. Đã. Thủ nó mất con này không à. Nãy đi á, kỷ niệm nha anh em. Nãy mình đi mình đang bội con này các bạn. Cây nó bay qua thêm một con đen nữa, bên em rồi bắn không trúng. Trời ơi, con này không quần nãy giờ, bên em cho nửa tiếng đồng hồ các bạn. Ơi. Rồi tiếp tục thôi.